Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Today we would like to chant in English and Vietnamese. And first of all, I would like to invite you all to jointly chant the Buddha teaching together. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này kính mời đại chúng cùng nhau để tụng kinh và tiếng Mỹ và tiếng Việt, và sau đó chúng ta gửi năng lượng lành để cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Today we would like to invite the whole Sangha to chant in English first and then Vietnamese. First of all, I would like to wish you all in peace, joy, happiness, love and understanding together. Today, chanting in English first and Vietnamese later. And after that, we would like to send compassion, love and kindness and wisdom to all. Right now, we would like to invite on to chant together. Nam mô Tát Sa Ba Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bu Ta Sa Nam mô Tát Sa Ba Ga Va Tô A from in Hermes, come in here
to spread their religious teachings, advice, and introduce into their religion, espouse and glorify their doctrine, uppermost, despise scorn of strife, sigh, and distort all the doctrine. This is you, much earth, a few his statement. Among them who told the truth and who told the untruth, the doctrines of what religion are right and the doctrines of what religion are not right, who should we follow and who should we not follow? The doctrine of what religion should we follow and the doctrines of what religion should we not follow? The Buddha graciously taught Kalama, who you are, you who arose down and insisted, having already of own cause. In this case, you should not hurriedly believe in anyone and reject the doctrines of what religion. When you ourselves do not understand them clearly, yes, there are the 10 right confidences you need to understand clearly as follows. The 10 right confidences. 1. Do not hurry to believe in anything, whether is it orally transmitted or is it heard be said again. 2. Do not hurry to believe in anything, whether is it a tradition, legend, or manner and customs. 3. Do not hurry to believe in anything, whether is it a report, surmise, or humor. 4. Do not hurry to believe in anything, whether is it noticed in scripture or in books. 5. Do not hurry to believe in anything, whether is it a conjecture or a matter physical logic. 6. Do not hurry to believe in anything, whether is it an axiom or a stance to be deduced. 7. Do not hurry to believe in anything, whether it only relies on the viewpoint of prior or on ambiguous data. 8. Do not hurry to believe in anything, whether it is a fixed karma, a prejudice, will of permanence, and will of annihilation. Nice. Do not hurry to believe in anything,
heard and spoke out, then do not hurry to believe in anything, whether is it proclaimed by your missionaries, preacher or teacher, right confident, gotten, brightened, and is Pokala Mara, when you yourself know clearly these things are not good, they are plain worry, they are despised and criticized by white people. These things, if performed and established, would lead to unhappiness and sufferings, then you should strongly abandon them. Rage, anger, and delusion are the unwholesome things killing living beings, taking what is not given, living in a sensual misconduct and adultery, telling lies, taking alcohol, drugs, and toxins, are they unwholesome things? When you are dominated and controlled by the unwholesome things, you will certainly get unhappy, suffer scandal, and regret. Conversely, Kalama, when you yourself know clearly these things are good, they are rewarded, they are praised and lauded by white people, these things yet performed and established, would lead to peaceful joy and happiness, then you should not hold and develop them. Non-risk, non-anger, and non-delusion are a wholesome thing, not killing living beings, not taking what is not given, not sexual misconduct and adultery, not telling lies, and not taking alcohol, drugs, and toxin are the wholesome thing. When you are dominated and controlled by the wholesome thing, you will certainly reap the flower and roots of peaceful joy and happiness, deserving being praised and lauded by white people. Kalama, when wholesome things are well practiced, risk, anger, and delusion are purified and drowned and transformed, Dharma joy, Dharma learning, and Dharma practice and the ability to permeate and mesh your bodies and mind, kun and gentle, when a holy follower, stable in right understand my fullness and awareness, his love and kindness, compassion, joy and inclusiveness, and the ability to sigh any time and anywhere, embrace on sentient beings and in a sentient beings, when a mere mortal city
Bless karma, unhappiness, affliction, and sufferings in his mind are ended right in his present life. He lived very peacefully, and up to when dying, he will be born in a peaceful realm. Kalama Wendau Hosei in and do unusual. You should not hurry to believe in them, but you should observe and contemplate. What do they say? What do they think? And what do they work together? Consider together, suit together, and bring benefit to yourself and other together. If yes, you are determined to follow, practice, nourish, and develop them. If not, you so strongly let go of them. Kalama, the 10 right confidences and the wholesome thing word about taught by the Tathagata. You should remember and practice them well. Out of peace for the many, out of happiness for the many. You should apply and cultivate the Buddha Dhamma in your daily life to bring the right and firm confidence for ourselves and for others right here and right now in the present life. How wonderful is it? Yeah, the world order one. How marvelous is it? Yeah, this short is one. The Dhamma skillfully proclaimed by himself. He very practical, present, specific, and clear has been penetrated deeply into our hearts, made our minds suffer, gentle and better. The Buddha Dhamma has opened our minds, suddenly brightened up as if a person were to erase upright what is falling down, to turn face upwards what is overturned, to open up what is closer restlessly, to reveal what is hidden, to show the way to those who are lost, to carry light into the darkness, so that who wish I could see visible objects in detail as if a person who were to go in the dark night is like a blind person whose eyes get brightened by many skillful methods of teaching. The world on one has had earth to see everything clearly like daylight. May the world on one regard and obsess earth as a follower from now until our whole life. We are determined to take refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, and committed to practicing the five ethical training. Only one, respecting life, developing compassion and loving kindness, protecting natural environment, and nourishing inner peace.
body in a way not to kill living beings, into letting go of stingy and greedy. My expression, the habit, my ox I'm giving, making offerings and protecting the triple jump by being aware not to touch what is not given. Three, building happiness for our family, living legally, faithfully, with a spouse by being aware of non-sexual misconduct, adulteries, and not violent against sexuality. For saying the truth, harmonious, loving, and blessing the words, bringing the mutual growth and wisdom for the many by being aware not to tell lies. By protecting vigorous health, loses my bringing this one joy and happiness for family, school, and society. By being aware not to take alcohol, drugs, toxins, including smoking, gambling, online violent against when officially becoming the Buddha, well-trained may follower, the Kamama were extremely happy to hold stable confidence in taking refuge in the triple jump, applying and cultivating the Buddha Dhamma and their daily life to bring benefits and happiness to living beings. In Namo, the original master Sakyamuni Buddha. 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 Today we would like to send energies of compassion, love and kindness and wisdom to those who are in justice, which corona will be soon recovered. May the global coronavirus pandemic be soon ended, so that all people in the world will return to normal business life. My own doctor and nurses on the planet, be well, happy, healthy, and peaceful for helping and serving on people. Praying for Mr. Kuang Do Văn Ngọc, whose Dhamma name is Thiện Phước, passing away on March 25th, 2010, at 7:37 p.m. in Houston, Texas.
Praying for Mr. Cụ ông Nguyễn Văn Thân, whose Dhamma Nguyên Kiêm Boston away on April 5th, 2020. Praying for Mr. Cụ ông Nguyễn Kiêm Boston away February 8th. 2020 at the age of 87. Praying for Mr. Huỳnh Thanh Nghĩa, whose Dhamma name is Quảng Nghĩa, Boston away April 10, 2020 at 6:40 p.m. at the age of 41. Praying for Mr. Nguyễn Thị Thông, passing away on April 4th, 2019 in California. At the age of 98. Praying for Mr. Bonas in Tesanis, passing away on Tuesday, March 24, 2020, at 5 a.m. in Austin, Texas. We would like to contribute to praying for those who passed away for corona pandemic. Listen to the Buddha teaching and were soon born up to peaceful realm. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangha. Dear Dhamma brother and sister, we just finished chanting in English. Right now, I would like to invite you on to chanting in Vietnamese, Kinh Dạy Về Niềm Tin Chân Chánh. Now, I would like to invite the whole Sangha chant in chant the Buddha teaching in Vietnamese. Now, Kinh Dạy Về Niềm Tin Chân Chánh. Mời đại chúng chúng ta bắt đầu tụng kinh tiếng Việt. Kinh dạy về niềm tin chân chánh, giữ vững niềm tin. Tôi nghe như vậy một thời đứng Thế Tôn và tăng đoàn đi từng bước thảnh thơi đến quần kế xa vua ta của dòng chúng ca la ma thuộc nước cô sa la khi nghe đức hạnh uy nghi và năng lực từ bi và tuệ giác của đức phật và tăng đoàn đi đến xứ này dòng chúng ca la ma vui mừng quay văn cung kính đảnh lễ đức phật và tăng đoàn xin tham vấn đức phật một số câu hỏi về niềm tin chân chánh như sau. Bạch Đức Thế Tôn, tịnh toàn có những vị du sĩ đạo sĩ bà la môn đến đây để truyền đạo, khuyên dụ chúng con vào đạo của họ, đề cao giáo lý của đạo họ là trên hết, khiên chê miệng thì bài xích và xuyên tạc giáo lý của những người khác. Sự việc này làm cho chúng con cảm thấy phân vân trong
số các vị ấy, vị nào nói chân chánh và vị nào nói không chân chính, giáo lý của đạo nào là giáo lý đúng và giáo lý của đạo nào là không đúng, chúng con nên theo ai và chúng con không nên theo ai? Chúng con nên theo giáo lý của đạo nào và chúng con không nên theo giáo lý của đạo nào? Đức Phật ân cần dạy bảo này, quý vị Ca La Ma, quý vị hãy là cởi lên sự nghi ngờ và phân vân là đương nhiên rồi. Trong trường hợp này, quý vị không nên gọi tín theo ai và bán bỏ giáo lý của đạo nào, vì quý vị tự mình chưa hiểu rõ có mười niềm tin chân chánh mà quý vị cần phải hiểu rõ sau đây mười niềm tin chân chánh. Một là đừng vội tê môn điều gì, dù điều đó là truyền khẩu hay nghe người ta nói lại. Hai là đừng vội tê môn điều gì, dù điều đó là truyền thông, truyền thuyết hay phong tục tập quán. Ba là đừng vội tê môn điều gì, dù điều đó là báo cáo phỏng đoán hay tin đồn. Bốn là đừng vội tê môn điều gì, dù điều đó được ghi chép trong kinh điển hay trong sanh vở. Năm là đừng vội tê môn điều gì, dù điều đó là ước đoán hay lý luận siêu hình. Sáu là đừng vội tê môn điều gì, dù điều đó là tiên đề hay lập trường do mình suy giảng. Bảy là đừng vội tê môn điều gì, dù điều đó chỉ dựa trên quan điểm thiên vị hay dữ liệu mê hồ. Tám là đừng tin một điều gì, dù điều đó là định nghiệp, định kiến, thường kiến hay đoạn kiến. Chín là đừng tin một điều gì, dù điều đó là hù dọa hay sự răn đe của một đấng thần linh tối cao nào do con người bịa đặt tưởng tượng suy nghĩ và nói ra. Mười là đừng vội tin một điều gì, dù điều đó được các nhà truyền giáo, vị đạo sư hay vị thầy của mình tuyên bố chánh tín đường soi sáng và phơi bày. Này Ca La Ma, khi nào quý vị tự mình biết rõ các pháp này là bốc thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người trí kinh thường và chỉ trích, các pháp này bị
quý vị hãy nên mạnh dạn từ bỏ chúng tham lam sân hận và si mê, là ca khoa bất thiện sáng hại sinh mạng, lấy của không cho sống tà hạnh và ngoại tình, nói dối sử dụng can chân say, can chân ma túy và can chân đồng tố, là ca khoa bất thiện. Khi quý vị bị ca khoa bất thiện chế ngự và chi phối, thì quý vị chắc chắn sẽ chịu bất hạnh và khổ đau, chê bai và chỉ trích. Ngược lại này ca la ma, khi nào quý vị tự mình biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này là đáng khen, các pháp này được người trí ca ngợi và tán thán, các pháp này nếu được từng hiện và chấp nhận sẽ đưa đến an vui và hạnh phúc, thì quý vị hãy duy trì và phát triển chung, không tham lam, không sân hận và không si mê, là các pháp thiện, không sát hại sinh mạng, không lấy của không cho, không tà hạnh và ngoại tình, không nói dối và không sử dụng các chân say, các chân ma túy và các chân đồng tố, đều là các pháp thiện. Khi các vị được các pháp bông, được các pháp thiện chế ngự và chi phối, thì quý vị chắc chắn sẽ gặp hai những hoa trái an vui và hạnh phúc, đáng được người trí ca ngợi và tán thán. Này quý vị ca la ma, khi ca pháp thiền được thực hành thuần thục, tham lam sân hận và si mê được thanh lọc và chuyển hóa, thì pháp hỷ, pháp học và pháp hành có khả năng thâm nhuần và làm mát dịu thân tâm. Khi một vị thánh đệ tử an trú vững chãi trong chánh niệm và tỉnh thức, thì tâm từ bi hỷ xả của vị ấy có khả năng tỏa sáng khắp mọi nơi và mọi lúc, bao trùm tất cả các loài hữu tình và vô tình. Khi oán thù, ác nghiệp, bất hạnh, phiền não và khổ đau trong tâm của vị thánh đệ tử được đoạn tận, thì ngay trong hiện thời vị ấy sống rất an lạc, và đến lúc lâm chung vị ấy sẽ sinh về thế giới an lành. Này quý vị ca la ma, khi những ai nói nghĩ và làm một điều gì, thì quý vị nên không nên gọi tin họ, mà quý vị hãy nên quan sát tư duy và chiêm nghiệm những gì họ nói, nghĩ và làm có đi đôi với nhau không, có ăn khớp với nhau không, có phù hợp với nhau không, và có đem lại lợi lạc cho tự thân và cho tha nhân không. Nếu có thì quý vị hãy quyết tâm tin theo thực hành, nuôi dưỡng và phát triển chúng. Nếu không thì quý vị hãy mạnh dạn buông bỏ chúng.
Này quý vị Ca La Ma, người niềm tin chân chánh và các thiện pháp Như Lai đã giảng dạy trên đây, quý vị hãy nên ghi nhớ và hành trì, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông. Quý vị hãy nên áp dụng và thực hành phần pháp vào trong đời sống hàng ngày, để đem lại niềm tin chân chánh và vững chãi cho tự thân và cho tha nhân. Ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại, và khi nghe Đức Phật giảng dạy phân tích và giải thích, niềm tin chân chánh rõ ràng, dân chúng Ca La Ma vô cùng hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Đức Phật và nói lên những lời tán thán cung kính và ẩn dụ như sau: thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Đức Thiền Đề, giáo pháp do chính ngài theo thuyết giảng, rong thiên thần huyền tài cụ thể và rõ ràng, đã thâm sâu vào tâm chúng con, làm cho tâm chúng con mềm ra, hiện ra và thiện ra. Phần pháp đã khai mở tâm chúng con bừng sáng ra, như người dựng đứng dậy những gì bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì bị úp, mở toan ra những gì bị đóng kín, phơi bày ra những gì bị che giấu, chỉ đường cho những kẻ bị lạc lối, đem ánh sáng vào trong bóng tối, để cho những ai có mắt có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật tường tầng, như đi trong đêm tối gặp được ánh sáng, như người mù mắt được sáng ra. Bằng nhiều phương pháp giảng dạy khéo léo, Đức Thế Tôn đã giúp cho chúng con nhìn thấy rõ mọi sự vật sáng tỏ như ánh sáng ban ngày, và cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi tiếp nhận cho chúng con làm đệ tử tại gia. Từ nay cho đến trọn đời, chúng con quyết tâm nương tựa Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn, và phát nguyện thực hành năm điều đạo đức trọn vẹn. Một là tôn trọng sự sống, phát triển tâm từ bi, bảo vệ môi trường thiên nhiên và nuôi dưỡng hòa bình nội tâm bằng cách ý thức không sát hại sinh mạng. Hai là xả bỏ tâm bọn xẻn tham lam, ba tâm bố thí cúng dường và hộ trì tam bảo bằng cách không lấy của không cho. Ba là xây dựng hạnh phúc gia đình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối, bằng cách có sống không tà hành ngoại tình và không xâm phạm tình dục của trẻ em. Nó bốn là nói lời chân thật, hòa hợp ái ngữ và dễ thương, đem lại lòng tin cậy lẫn nhau và uy tín cho số đông bằng cách không nói dối. Năm là bảo vệ sức khỏe trang kiện, tinh thần minh mẫn, đem lại an vui và hạnh phúc cho gia đình, học đường và cho cả xã hội, bằng cách
không sử dụng cả trong say, cả trong ma túy, cả trong đồng tô, kể cả các việc hút thuốc, chơi cờ bạc, chơi các trò chơi game bạo động trần tuyến. Khi ý thức trong xa các chân đồng tô này, pháp học, pháp hành, pháp hỷ và pháp là có khả năng thấm nhuần và làm mang nhiều thân tâm. Mà sau khi trở thành những người đệ tử thuần thành của Đức Phật, các vị ca la ma vô cùng hoan hỷ, giữ vững niềm tin luôn tựa tam bảo, áp dụng và thân hành phong pháp vào trong đời sống hàng ngày, để đem lại lời lạc cho quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sinh không số lượng, thề nguyện điều đó không phiền não không cùng tầng, thề nguyện điều giúp sanh phạm tu không kể xiết, thề nguyện điều thân hành phân đạo không gì hơn, thề nguyện điều biến thành. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vừa rồi toàn thể chúng con tụng kinh Kalama, giữ vững niềm tin chân chánh bằng tiếng Mỹ và tiếng Việt, chúng con xin gửi năng lượng từ phi trí về cho những ai đang mắc bệnh Corona, sớm gặp thầy giỏi thuốc hay mau mau lành bệnh về với gia đình sống an vui và hạnh phúc. Cầu nguyện cho nạn dịch Corona toàn cầu này sớm được chấm dứt, để người dân trên thế giới này trở về làm ăn đời sống bình thường. Cầu nguyện cho các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá, các nhà chính trị gia trên khắp hành tinh này được khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc, để phục vụ cho mọi người trên hành tinh này. Hôm nay xin cầu nguyện cầu siêu cho hương linh cụ ông Đỗ Văn Ngọc, pháp danh Thiện Phước Lâm Chung, ngày 25 tháng 3 năm 2020 lúc 7 giờ 37 tối tại Hilton Thế Sệt, và cầu nguyện cho hương linh cụ ông Nguyễn Văn Phụng, pháp danh Nguyên Kiên Lâm Chung, ngày 5 tháng 4 năm 2020. Cầu siêu cho hương linh cụ ông Nguyễn Kiểm Lâm Chung, ngày 8 tháng 2 năm 2020, hưởng thọ 86 tuổi. Cầu siêu cho hương linh Huỳnh Thanh Nghĩa, thọ Tam Quy, pháp danh Quảng Nghĩa Lâm Chung, ngày 10 tháng 4 năm 2020 lúc 6 giờ 40 tối, hướng Dương 41 tuổi. Cầu siêu cho hương linh cụ bà Nguyễn Thị Thông Lâm Chung, ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại California, hướng thọ 98 tuổi. Cầu siêu cho hương linh cụ bà người Thái Lan tên là Bonnet Intesani Lâm Chung, ngày 24 tháng 3 năm 2020 lúc 5 giờ sáng tại Austin, Texas. Và cầu siêu cho hương linh tất cả chư vị hương linh Lâm Chung,
vì nạn đại dịch corona này. Sớm nghe kinh nghe kệ sinh về thế giới lành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Bồ đề diệu pháp biên đàng yếm mà tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biên đàng yếm mà tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biên đàng yếm mà tùy theo chỗ ở thường an lạc. May we be well, may we be happy, may we be peaceful, may we be healthy, may all living things and living beings be well, happy, peaceful, healthy, and be free from suffering, desire, anger, delusion, hatred, ignorance, and violence. Sadhu, lành thay, well done. Today we chanting in English and Vietnamese together. Now, finish chanting. I would like to thank you all to jointly attend chant Vietnamese and English together. Thank you so much. Và buổi sinh hoạt Phật pháp tụng kinh tới đây hoàn mãn, kính chúc đại chúng được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.